Chúng ta đang đứng ở trong cái bối cảnh năm 2022 mà các bạn nhìn thấy lạm phát là một mối đe dọa cho toàn cầu. Ở Mỹ tháng 6 năm 2022 lạm phát là 9,1%. Ở Việt Nam con số công bố nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn nhìn thấy trước cụ thể. Nếu các bạn ra ngoài đường các bạn thấy là xăng xe tăng đột biến gấp đôi các bạn. Nếu các bạn đến một số những quán cà phê mạnh như là Highland cà phê, các bạn thấy rằng là tiền nước thôi cũng đã tăng 18%. Và lạm phát đi vào ngõ ngách từng gia đình một. Và một trong những cái biện pháp để chống lạm phát đó là một số tài sản trong lạm phát sẽ đi lên và một số tài sản trong lạm phát sẽ đi xuống. Ví dụ trong lạm phát chứng khoán sẽ đi xuống, Bitcoin, đồng ETH hay là các đồng tiền số sẽ đi xuống, đồng tiền tệ sẽ đi xuống bởi vì người ta in quá nhiều tiền. Nhưng trong khi đó thì có một số tài sản tăng giá, ví dụ và điển hình đó là bất động sản. Một số loại hình khác tài sản tăng giá trong lạm phát như là vàng tăng giá hay là bạc tăng giá hay là hàng hóa tăng giá. Nên là một trong những điều để chống lại lạm phát là gì? Là chúng ta học cách để chúng ta biết đầu tư vào đâu để chúng ta có thể chống lại lạm phát, làm giàu.